Dạ em hỏi được tên nhưng mà còn thêm cái thông tin là có chồng với đứa con nữa. Làm sao mà có sụp đổ không? Sụp đổ liền. Mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá à. Mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ vậy? Dạ em nhỏ xíu á là ba mẹ em đã dặn là một á là phải lấy chồng lúc 30 tuổi. Hả? Hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Phan Hồng Quê, em hiện 26 tuổi và em đang công tác ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. À thế con em? À, em là Bùi Thu Thương, em 26 tuổi và em đang làm biên tập viên ca nhạc. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Ở đài truyền hình hay là ở nhạc viện? À, dạ không, cái này là quen nhau trước khi mà bước vào nghề ạ. Lúc đấy là còn là sinh viên. Năm đấy là em đang học là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn hóa ngoài Hà Nội ạ. Năm đấy là Bộ Văn hóa có tổ chức một hội nghị của sinh viên xuất sắc của trong ngành Bộ Văn hóa, thì anh ấy là trong cái đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Học sinh xuất sắc à? À dạ. Nghĩa là lúc đó là em cũng ra ngoài Hà Nội. Dạ em ra Hà Nội trong một cái đề giao lưu á, thì hôm đó là có đi triển lãm. Khi mà đi về á, em nghe một cái giọng Bắc là tối nay là rủ đi nhậu. Miền Nam ra thì đoạn của em không biết buổi tối làm cái gì nên là tụi em cũng cho đi theo với. Dạ. Nghĩa là cho anh xin vé. Ủa nhưng mà em là người chủ động rủ mọi người đi nhậu à? Cái đấy là em chỉ rủ đoàn em thôi, mà tự nhiên bạn lên anh nói là thôi đi nhậu với em, quay lại em bảo chứ ủa cái mặt mà già như thầy giáo là em cứ phân vân bảo không biết gọi thầy giáo hay là gọi là bạn, nhưng cuối cùng mà thích đi đi em kiểu như mời nó cũng như xã giao mà. Cái gì mời lơi vậy đúng không? Ai về mời lơi nhưng mà không đi thiệt. Em cũng đoán được cái sự mời lơi của bạn em nên là 7 giờ đi hay 6 giờ rưỡi là em nói đàn em là lên trước phòng đợi. Sợ nghĩa là bỏ mình đúng không? Rồi họp lại nhau. Các đoàn thì họp và nhậu với nhau. Lúc đấy là vào trong cái bàn nhậu ấy mà bạn ấy hỏi là ủa bạn tên gì? Em nói bây giờ muốn hỏi các bạn tên gì mời mỗi người chén. Nếu đi một vòng hay là rồi hết hỏi luôn. Cuối cùng em hỏi được cái tên. Dạ em hỏi được tên nhưng mà còn thêm cái thông tin là có chồng với đứa con nữa. Làm sao mà có sụp đổ không? Sụp đổ liền. Cắt đứt, không muốn liên hệ với bạn nữa. Rồi khi mà về đến thành phố á, có nghe một cái bạn nữ trong đàn của em nói lại là bạn này nó dối, chưa có chồng chưa có con, xong rồi em mới tìm mọi cách thông tin để em liên lạc lại. Rồi đến khi nào em mới có cảm tình đấy? Thì cũng nhắn tin qua lại với nhau, thì trong cái khoảng thời gian mà nhắn tin qua lại với nhau thì em có bạn trai ở ngoài Bắc ạ. Dạ là lúc ấy là cũng có trục trặc. Mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá à. Mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ vậy? Dạ mới nói với anh ấy là anh bây giờ là em đang sao xuyến với một người mà người ta ở trong Sài Gòn á, thì các người cũ thì em không phải chứ ủa thằng giả hơi nó thích em thì phải mình tự ái về đúng á. Thế thời gian sau thì mình mới phát hiện ra là bạn trai cũ của em ấy cũng nhắn tin cho người khác, cũng bắt cá hai tay á. Thế lúc ấy trong lòng vãi thầm cảm ơn trời có cơ hội chia tay. Em thì ở trong Nam, em thì ở ngoài Bắc, chắc chắn hai bạn rất là khó khăn trong quen nhau đúng không? Lúc mà còn đi học thì khó khăn lắm, chỉ liên lạc nhau qua tin nhắn với điện thoại với hình ảnh là như là qua mail này kia thôi. Khi mà bạn em tốt nghiệp á thì em mới mua vé em ra em coi bạn tốt nghiệp, thì em mới hỏi bạn là giờ có ý định là vô miền Nam không? Thì khoảng tháng sau thì bạn là mua vé vô. Thực ra là cái ý định của em lúc ấy là vào là lập nghiệp, bởi vì khi mà mình yêu mà mình xác định á thì mình đi vào theo trong này. Nhưng mà có một cái điều là khi mà vào trong Nam ấy, thì em bị bệnh rất là nặng, thế là nhà em phải cấp tốc vào trong Nam để đón em quay trở ra. Bạn có thể chia sẻ bệnh gì? Bệnh lao phổi ạ. Em chữa bệnh bao lâu? 4 tháng ạ. Sau đó thì cảm thấy nhớ quá. Thế con bảo thôi lần này con đi vào trong đấy lại đây thì bố mẹ em nói là nếu như con đã đi rồi con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em đi vào trong này thì em thuê nhà trọ ở bên quận 8. Lúc đấy thì anh ấy là chỗ dựa của em, kiếm tiền và lo để trang trải cái cuộc sống cho em lúc mà em mới bước chân vào trong này. Nó là dạy gái anh. Đâu cái đó là ở đâu ra mà dạy, cái đó em quá khôn đó. Đúng rồi. Em bỏ con sắt mà bắt con cá mè. Ủa rồi trong thời gian bạn gái em á ở gần có thường xuyên đưa bạn gái em về thăm gia đình không? Hồi em nhỏ xíu á là ba mẹ đã dặn là một á là phải lấy chồng lúc 30 tuổi. Hả? Lấy vợ. Em rớt quá em quên. Hai á là không được lấy ngoài miền Bắc, khi ngại xa rồi văn hóa nó không có giống nhau. Em là em được đủ hai luôn. Tức đó là... coi như là cha mẹ dặn gì là được lắm. Rồi sao? Cái ngày mà em vào trong này á thì trước hôm vào là em có đi mua một cái mảnh vải áo dài để tặng cho bác gái mà đi khắp Hà Nội ấy, anh mua vẻ áo dài á thì bác bảo chứ bác cảm ơn con mà hôm cầm về đây bác cũng phải đâu. Thế là lúc đấy em thì cũng hợp tính là ủa bác bây giờ bác không xài con đâu có xài đâu bác. Thế còn về ba anh thì con chào bác ạ. Thế xong bác ngồi xem tivi. Thế xong rồi em về em suy nghĩ ngày hôm sau mà chứ con chào bác ạ, hôm nay bác đi làm nào ạ, hôm nay bác làm có vui không ạ, bác hỏi rất là nhiều điều. Thế cuối cùng bác phải trả lời. Nghĩa là cứ nói bao lâu thì hai em quen nhau rồi mới cưới nhau? 2 năm. Hai năm là ba em gọi em lại. Ba em mới nói là mày có yêu nó không? Cái em mới nói dạ có. Nói yêu thôi cưới đi. Mà lúc đó em mới 25 tuổi. Mà ngày xưa là ba em nói là 30 tuổi mình được cưới. 30 tuổi mới được cưới. Từ ba phá lệ đúng không? Ba có cảm tình với con dâu. Thấy con dâu sởi lỡ vậy là cuộc sống sẽ vui vẻ. Không có. Sau này em mới nghe thấy ba em tâm sự, ba em bảo thôi cho chúng nó cưới đi không là nhớ con này nên rủ con mình ra ngoài Bắc mất. Bây giờ là tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. À chưa hả? Dạ. Rồi thế cuộc sống sao? Có mâu thuẫn hay có suôn sẻ không? Sau khi mà cưới xong ấy chị thì phát hiện ra có cái tật xấu. Cái tật xấu thứ nhất là nhậu xỉn xong rồi hay lèm bèm. Ông nào mà không lèm bèm? Không, ông nào xỉn mà lèm bèm buồn cười lắm chị. Anh về muộn thế em mới xới cơm cho anh ăn. Thế mà anh mới nói chuyện tâm sự, em mới bảo thôi anh ăn cơm đi. Anh cứ đập bọc một cái, anh bảo chứ ủa tức là bây giờ là em không tôn trọng anh gì. Được rồi em muốn anh ăn cơm thì anh ăn cơm cho em xem. Tại sao lại vợ mời ăn cơm lại nói là không tôn trọng? Dạ em xỉn em không nhớ gì đâu. Không biết gì đâu chị ơi. Vậy hả? Dạ. Nghĩa là cái đó là cái miệng nó nói nhưng mà cái tâm không có nói. Còn cái nữa là một cái sở thích của chồng em là thích kết Facebook với người đẹp. Ủa anh kết Facebook làm gì vậy? Ủa em không biết là anh là ban giám khảo chấm thi hoa hậu. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Mắt nhỏ có vỏ. Còn một cái nữa là mới phát hiện trong thời gian gần đây là ngủ mà quýnh vợ. Ngủ quýnh vợ là sao? Tự nhiên em đang ngủ thì em cứ cái bò phát vào mặt em này, em mở ra xong anh ấy cuống cuồng, anh ấy xa xa anh xin lỗi, anh nằm mơ thấy cướp xe anh đang ngủ như này. Thiệt không? Thiệt không? Hay là ức chế cái gì xong rồi làm mượn giấc ngủ mớ để trả thù? Lúc đó nằm mơ là anh thấy là đang có hẳn nó bay vô nó cướp xe, cái mình lùi hoài không có được, mình cứ tiến lên mình bật cái tay ra mình đấm nó, cuối cùng tự nhiên cái đấm cái nghe ôi trời ơi. Bị hoài không? Dạ, cái này là bị lần đầu tiên, thế nên bây giờ em phải phòng bị. Rồi em có phát hiện gì vợ em? Dạ em mình cả thèm chống chán, đòi mà cho bằng được luôn. Mà làm xong rồi khoảng 2-3 ngày sau là nhị dục đó. Ví dụ như là hiện giờ là đang có cái chuyện mà buôn bán trên Facebook thì nói anh em phải kinh doanh thôi đó, nói rồi cho kinh doanh em chở tới tận đầu mối luôn, mua áo về cái thấy nói ủa sao áo này sao nhìn không có hợp thời gì hết vậy, sao mà em mua sai vậy, sao tao em bán được, nói không em bán được. Một thời gian sau tự nhiên thấy mặc mấy cái áo luôn. Cái em hỏi ủa hình như anh thấy áo này quen quen nè, cái áo này như là bữa em để em bán đúng không, cái nói thì bây giờ anh cứ coi như là anh mua cho em đi. Rồi thì bỏ luôn cái shop Facebook đó luôn. Cái thứ hai là vì shopping nhìn quảng cáo nó anh hãy mua cho em cái này nha, anh hãy mua em cái kia nha. Rồi có mua không? Dạ có mua xong rồi em dục đó. Còn gì nữa không? Cái gì ghen lắm. Bạn gái em quen cũ lâu rồi thì hình ảnh này kia em để học bàn á, em đâu có nhớ đâu, cái lôi ra cắt rồi đốt rồi làm đủ thứ trò hết. Vậy thôi hả? Còn em phát hiện ở ông chồng em có cái điều gì nữa không? Sợ ma lắm ạ. Đâu có gì đâu xấu. Sao không sợ ma vô đối đấy ạ, là không ai sánh kịp đâu ạ. Là em nhớ là cái đợt mà đi mùa hè xanh với anh á thì là đi xuống dưới rồi nó tối, anh ấy nhịn anh không có chịu được, em đứng ngoài này nha, không được vào nha. Thế lúc sau anh chốc một lát 1-2 phút đấy, Thương ơi Thương có ngoài đấy không, em đứng ngoài đấy muỗi nhưng mà có mệt quá cứ gọi hoài. Bây giờ về nhà mà em mà đi công tác là sẽ xuống ngủ với ba má. Cái đó thì chị đồng ý là sợ đó, đó là quá sợ luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đang trong cái thời kỳ mà chưa có em bé thì vẫn còn son sắc dữ lắm đúng không? Có mong muốn gì thay đổi không? Chỉ mong muốn một điều vậy em thôi, em nói nhiều quá. Mà nhiều khi nói nhiều thành nó dại. Trong gia đình thì mình hiểu thôi, nhưng khi đi làm người ta nói nhiều là sợ ta giận. Sảy miệng đó phải không? Dạ. Xong rồi em mong chồng em thay đổi gì? Anh sợ dơ lắm nên là không bao giờ đổ rác. Lau bàn sạch thì mới lau nha, còn bàn dơ là không được lau. Sợ dơ, sợ ghê luôn ha. Còn sợ gì nữa không? Có sợ vợ không? Dạ không. Có gì nữa không? Vậy thôi ạ. Có rồi hả? Mà chỉ thay đổi chút xíu thôi. Mong gì mong bớt nói lại cái điều đó đúng em nè. nói rồi hớ sảy miệng cái là mệt mỏi. Còn bên đây thì là mong chồng bớt sợi dơ đi để phụ vợ chút đi. Thôi chúc tụi em hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn. Thế nè, đừng có xưng bằng con, xưng bằng con tự nhiên thấy anh già lắm. Nó kêu bằng anh với chị đi, được không? Đâu biết. Dạ được. Rồi, hai con, con không? Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, hôm nay con 23 tuổi, con làm nội trợ. Con tên là Võ Thanh Tông, con đang làm nhân viên kỹ thuật, năm nay con 23 tuổi. Nói nghe nè, đừng có xưng bằng con, xưng bằng con tự nhiên thấy anh già lắm. Nó kêu bằng anh với chị đi, được không? Đâu biết. Dạ được. Rồi, hai con không? Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là mùng 2 Tết, ông anh mới rủ là đi nhậu với ông anh. Thì nó lại mới gặp là chị ruột cô ấy đang ngồi nhậu. Thì chị ruột cô ấy mới rủ thôi giờ em về nhà anh chơi. Thì qua nhà ngồi chơi thì thấy hai chị em đi về. Kêu giỡn, hai đứa em của chị dễ thương quá nha, làm mai cho em đi. Chị hai mới nói không biết hai đứa em muốn lựa đứa nào mà lựa. Nói sao chị dễ vậy, em lựa hai đứa. Khi mà ngồi chơi vậy thì cô ấy mới lại ngồi gần. Lúc đó chơi với bạn bè em thắng lớn quá em mừng, em nhảy qua em ôm của em hôn, quay qua tán cái tỉnh ngủ luôn, thức tới sáng. Tán cái tỉnh ngủ luôn hả? Thì tại vì mới quen lần đầu tiên mà ảnh ôm em thì em tán liền, phản xạ vô điều kiện vậy đó. Nếu như giờ mà kêu tán lại em dám cho để tán không? Vậy là em phải làm lại như rồi, vậy. Đúng rồi. Trời ơi tôi mừng quá bạn ơi. Lúc đó chị hai mới kích em, chị hai nói là bây giờ mì cua nó đi, mì cua nó được thì ta sẽ dắt mày đi ăn lẩu. Thì mình mê cái nồi lẩu chứ mình đâu có mê ảnh. Cũng vì nồi lẩu mình xin số điện thoại. Thì tối ngày hôm sau điện thoại rủ đi chơi, chở đi 3 lần vậy là hết đường chở rồi. Tại bị gia đình phát hiện cấm không cho quen. Ba mẹ thì lúc đó khó lắm, không có cho quen bạn trai. Thì nhờ con nhỏ em thì hai chị em đi chơi chung. Em thì em đi chơi với anh này, còn nó thì nó đi chơi với ghệ của nó. Nó đi chơi gậy nó thì ngày đó đó, hai đứa đang đi chơi thì nó mới giận bồn nó bỏ nó đi về. Về tới nhà ba em mới gặn hỏi hoài thì nó phải khai thiệt, tại vì ba em khó mà dữ lắm. Thì về thì bị quýnh một trận rồi không có ra khỏi nhà, cắt liên lạc. Thì ông nào cũng bò qua tới nhà luôn. Đi anh đi xe. Đi vô là gặp bác trai đang ngồi uống trà coi đá banh, bác gái thì ngồi đó gót trà, ông muốn là biết là ông cũng có quy trong gia đình. Đi vô thưa hai bác, không nghe nói gì hết. Thưa hai bác cũng không trả lời. Nói thưa hai bác lần thứ 3 mới xong quay lên coi đá banh tiếp. Ổng coi xong đá banh rồi mới nói chuyện mình. Tên gì, quen với bé chị được bao lâu, rồi đi làm gì. Em thiệt tình em trả lời con tên Tâm, quen với chị được 3 ngày, ở nhà chơi game, con không có làm gì hết á. Khi nghe vậy á, bác trai không nói hết trơn, đặt cái ly xuống rót cho em ly trà, nói con uống đi. Uống xong nói thôi con về đi. Em mới hỏi vậy là làm sao bác? Mày suy nghĩ thử coi, mày quen nó, nhà mày đất nhiều không? Hỏi chi bác, để ở không cạp ăn. Bác duyên dáng quá vậy nữa. Bác duyên dáng Việt Nam luôn. Rồi sao? Chứ là nó nhà con không có đất. Rồi nói vậy thôi bác nói nhiêu đó nãy giờ mày chưa hiểu. Nói bác nói rõ ràng cho con hiểu, con dốt lắm. Cũng nghĩ là để giỡn thôi. Ổng mới nói thôi giờ bác nói rõ ràng, con không có làm gì ra tiền mà suốt ngày con chỉ chơi game vậy, rồi quen với chị, rồi quen rồi thời gian rồi cưới về rồi làm gì ăn. Lúc đó không dám trả lời gì nữa hết, thôi lặng lẽ đi về. Cô ấy nói là giờ thôi để em đi xin việc làm cho anh đi làm. Xin cái gì? Xin làm bên công ty dài á, thì anh đi làm em phải đi canh, cứ trốn là đi chơi game không à. Làm 3 ngày thì nghỉ 4 ngày. Tội nghiệp vợ em lắm, sáng nào đi canh em đi làm. Rồi sao nữa? Thì anh cứ trốn là anh chơi game hoài. Nói nữa mà 4 tháng sau bị đuổi luôn. Chuyện quen hai đứa cũng vẫn còn lén lút, nên trước cái ngày bị đuổi á, tranh thủ chạy qua nói bạn bây giờ hai đứa con muốn đám cưới. Tại vì nếu mà giờ đùng ra mà em mà bị đuổi em đâu cho đám cưới. Em phải tranh thủ làm liền. Làm em là chạy về nhà nói với ba mẹ. Ba mẹ nói mày nói chơi, nói thiệt hả, hỏi mấy lần nó thiệt cưới đi. Rồi lúc đó là gia đình bên vợ có chịu không? Đồng ý, tại vì là qua nói dốc gạt là con đi làm. Dạ mặc áo công ty mà, mặc áo công ty đàng hoàng, đeo đảng tên đi vô bác con qua chơi. Cái ổng gặp nói nào vậy, cái nói con Tâm bác ơi, bây giờ thời gian con cũng giấu bác, con cũng quen với bác Hồng vậy đó. Rồi giờ bác cho hai con tiến tới hôn nhân luôn. Hai bác mới kêu muốn gì thì kêu ba mẹ con qua đây nói chuyện. Trước khi cưới. Hai đứa tính là em phải bắt ảnh làm cái bản cam kết, phải hứa là phải đi làm mới cưới. Nhưng mà sau khi đám cưới thì là bao lâu rồi em bị đuổi? Trong thời gian đó là bị đuổi. Nói chung là dán nó đóng thuyền rồi anh ơi, chẳng lẽ đuổi em về. Bao lâu thì ba mẹ vợ em là biết em bị đuổi? Chắc giờ lên chương trình mới biết. Giờ lên chương trình. Ủa bây giờ chưa biết luôn anh. Lộ bí mật rồi. Tức là bây giờ còn đi làm không? Sau đám cưới là em phải đi xin việc làm chồng. Trong luôn. Khi mà viết tờ cam kết là bắt đầu đi làm từ đó đến nay luôn. Mà giờ mê làm hay còn mê game? Không, bây giờ bỏ game rồi. Mới coi siêu nhân. Siêu nhân cao, siêu nhân cuồng phong hay là... Công nhận em yêu thích những nhân vật mà nó trưởng thành ghê. Vậy là con được mấy tuổi? Dạ 1 tuổi. Nó có mê siêu nhân giống hai cha con. Cũng không lại vợ em đâu. Là sao? Hai miệng mà cãi không lại miệng mà. Đầu đĩa mở lên, con với ba nằm coi. Vợ về cầm remote 47, 36 là phim Việt Nam không? Con quay qua khóc, khóc quá trời khóc, nói coi siêu nhân giờ nào con cũng được. Phim này lâu lâu mới chiếu một lần, lâu lâu chiếu một lần mà thuộc lời. Tập chắc coi 4 lần. Nói cái này là hai bạn là ở đâu? Dạ. Cưới thì ở bên vợ. Rồi cưới được khoảng năm là về bên lại bên em ở. Em ở bên nhà vợ 1 năm. Anh hỏi nha, nhà bên vợ em á thì có bé chị với em, có bao giờ em lộn bé em thành bé chị không? Chừng ngồi với nó cười. Chừng ngồi với cười. Không mà thiệt. Bé em mặc đồ của vợ em nằm trên võng. Nghĩa là lộn và xộn luôn đúng không? Em chạy thẳng lại cái võng, em lôi cái người của bé em ra nè, em ôm lại nè, em nói vợ anh về rồi, giật mình nhìn lại bé em, rồi em bỏ chạy ra vô phòng em nằm luôn. Rồi 1 tháng trời em không dám nhìn mặt em của em, vợ của em. Về kể cho vợ nghe, vợ không biết suy nghĩ sao chứ chọc quê em cả tháng nè. Nhưng mà bé em nó có phản xạ nhanh như là bé chị? Dạ không, im lặng chắc nghĩ là anh rể lỡ, anh rể lỡ nhầm. Chứ bé em hiền hơn bé chị đúng không? Không, bé em dữ hơn bé chị. Các bạn sau khi đấy về rồi có thấy sự khác biệt gì ở vợ mình không? Dạ có nhiều lắm. Lúc mà quen á hiền quá, mà qua ở bên vợ là ngày nào cũng ăn hiếp, nói là bắt em phải nghe, em không nghe là giận nè, tự tử. Chắc coi phim bị nhiễm hay sao biết, mà hung dữ dữ lắm, không có đường nào mà cãi lại chân, nói một tiếng là cãi một tiếng. Rồi mình suy nghĩ mình cũng ở bên vợ mà giờ lớn tiếng cũng đâu được, nên đành nhịn luôn tới giờ rồi thành quen. Rồi bây giờ về bên em cũng vẫn vậy luôn. Tội nghiệp quá. Trời ơi, rồi lúc mà hai chồng lấy nhau chồng có say nắng ai không? Dạ, như lúc đó em để em bé được 5 tháng quen được nhỏ bán quán cà phê. Về nói là anh nằm mơ anh thấy anh quen nhỏ đó đó, nó tên Hương. Thì em cứ nghĩ là nằm mơ không mà. Nhưng mà thiệt ra là có. Vì em đi uống cà phê thì thực chất nhìn có thấy con bé nó cũng dễ thương, mà nói ra dễ thương vợ em. Xa lắm với không tới. Nói chuyện vậy thì tính vợ cũng cọc cằn. Cảm giác lúc đó cũng buồn lắm, cũng quen. Tới thời gian đó có ông anh, ông mới điện lên, ông nói tao với chị hai mình mới ly dị. Rồi hỏi rồi cháu nó sống sao, nói giờ nó sống với bà nội nó. Lúc đó mới suy nghĩ, nói giờ lỡ mà đổ vỡ ra, hai chồng ly dị ra rồi con mình nữa. Tính là nói thiệt mà không dám nói thẳng. Nói mẹ không chịu động não. Trên đường thì hôm đó đi mua sữa về cho bé, có cái tin nhắn nói là em nhớ anh quá. Giờ em coi mới đùng lên là về là ghen, dạng chửi em, anh quen nói anh cho tôi biết. Tôi cho biết rồi, tao không chịu để ý. Rồi lúc đó em sao? Tự mình chọn thì tự mình chịu. Tức quá thì chửi ông đấy. Bây giờ anh đâu có quen nữa. Anh tự anh bẻ cái sim của ảnh. Thời gian sau thì không có cái vụ đó nữa. Mà quá khác là nhậu. Đến nữa mà con nằm bệnh viện, gọi đi, cứ việc đi, bỏ luôn. Có lần nào mà em bị vợ em tìm đến bàn nhậu không? Dạ có. Trận đó là trận chiến lịch sử luôn á. Đánh lớn lắm á. Có lộn với bạn nhậu hả? Không, thì em đang ngồi nhậu với ông anh, thì lại nhậu với cái quán là của bạn của vợ em. Vợ điện thì không dắt mắt máy, Tại vì bắt máy lên vợ chửi anh nghe quê. Cái con bé ở quán nó thấy, nó nói sao vợ anh điện anh không chịu về. Không biết ai xui khiến chị ra chị lấy điện thoại điện vợ em qua. Đi vô là cầm nguyên cái bàn của em là lật lên. Rượu chàng gì nó bay vô mình, anh em của em mà. Thôi anh ơi về, giờ đang nóng rồi để với mai nói chuyện. Tại vì lúc đó nóng quá, con thì bệnh mà điện hoài không muốn nghe máy. Thì con nhỏ bạn điện, chồng mày đang ngồi bên đây nè. Tối qua em đi lại em biết làm gì, em hất lên rồi em bỏ anh đi về. Đêm nằm mình suy nghĩ thôi, mình làm gì cũng quá chớn. Qua ngày hôm sau em điện thoại em xin lỗi của anh của ảnh. Cú đó là Tâm quá hay luôn, cái lúc đó mà Tâm mà lên cơn điên lên nữa là cú cái chèm em luôn. Rồi bây giờ là em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bạn bè gọi tới đừng có bỏ đi nữa. Có nghĩa là vợ con là số 1. Tâm thay đổi được không? Dạ. Rất nhiều tấm gương sống sáng để cho mình soi á, khi mà vui, khi mà khỏe mạnh á, bạn bè là trên hết. Dạ, đúng rồi. Mà khi mà gặp chuyện gì xảy ra có mình con vợ mình kế bên, không có ai hết trơn. Cái lúc mà mình bệnh, mình đau hay là mình đi nhậu mình có chuyện gì đó. Dạ. Đúng không? Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Đừng ăn hiếp em nữa. Không hiếp phải chết, không được. Thôi bây giờ vậy đi. Hai vợ chồng vậy nè, lo cho con cái xong xuôi rồi đứa con trai bia ngồi nhậu coi phim truyện Việt Nam. Dạ. Rồi không một tiếng coi hết cái bộ phim chuyển qua chơi siêu nhân, đúng không? Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Dạ được. Quyết định vậy đi. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Chồng em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Xin chào cô chú, xin chào quý vị. Cháu tên là Nguyễn Quang Hợp. Năm nay 31 tuổi, hiện tại đang kinh doanh tự do và đang ở Đà Nẵng. Mà gốc của Hợp giống như là ở người Bắc hả? Gốc của con là ở Nghệ An. À, này chắc vợ người Đà Nẵng hả? Đó. Con là người Huế ạ. Rồi, mời con giới thiệu. Con chào chú Thuận, con chào cô Vân và chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Thuy Nhi, con 33 tuổi và cũng là kinh doanh cùng với chồng. Hai vợ chồng cùng kinh doanh luôn? Dạ. Dạ, thì trước đây con học ở Đà Nẵng á. Với lại ở Đà Nẵng thì cũng có chị gái nữa, nên thành ra là con vào Đà Nẵng làm việc. Hai người cách nhau cái đèo Hải Vân. Có đâu. Đúng rồi. Bạn này là ở Đà Nẵng, bạn này cũng từ Huế vào Đà Nẵng luôn. Nhưng mà nhà con ở Huế, còn nhà anh là ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Nhưng mà hai bạn là kề nhau vào Đà Nẵng, đều vào Đà Nẵng làm ăn rồi gặp nhau lấy nhau ở Đà Nẵng luôn. Như vậy là câu chuyện tình của các bạn ấy có thể là gặp nhau ở một cái nơi làm việc ở Đà Nẵng, đúng không? Thôi bây giờ hai bạn thôi đừng để chú đoán. Chú đoán thì là 99% là trật đó. Thôi bây giờ là mời hai vợ chồng kể cho chú cũng như là chương trình được biết là cái mối lương duyên của các bạn và lần đầu tiên các bạn gặp nhau và ấn tượng về nhau như thế nào. Đúng là hai vợ chồng con thì gặp nhau online chứ không phải gặp nhau trực tiếp. Năm đó thì con cũng trong quá tích trình là đi tìm sản phẩm để kinh doanh ấy, thì cũng được một người em kết nối với chồng của con. Thì tại thời điểm đó thì chồng của con đang kinh doanh cái sản phẩm bún châm ngấy á. Dạ, thì lúc đó anh đang ở Đài Loan, còn con ở Việt Nam. Ủa con đi Đài Loan làm việc? Dạ con đi làm ở Đài Loan 6 năm. Dạ, làm công nhân bên đấy. Là từ năm nào? Dạ con làm từ 2013 cho đến 2019. Dạ. Mà ở bên Bắc Bộ có chùm ngây nhiều lắm hay sao mà con lại kinh doanh về chùm ngây? Dạ không, con thì thứ nhất là con thấy là làm công nhân cũng có một thời gian rảnh. Con muốn tìm cái sản phẩm của Việt Nam đưa sang bên nước bạn để có thể là cây chùm ngây. Em biết cái cây chùm ngây không? Em biết cây chùm ngây không? Cái cây đó mình nấu canh, nó ăn giống như là lá ngót nấu canh. Với lại một phần nữa là chữa bệnh nhiều lắm á. Cây chùm ngây chữa bệnh mất ngủ nè, chữa bệnh đau đầu nè. Dạ. Chú được biết rất là nhiều. Dạ. Như thế nào? Có nghĩa là các bạn là trao đổi với nhau bằng Facebook không, đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ gặp nhau bằng Facebook là chính. Thời gian đầu thì bởi vì con lớn hơn anh cho nên thời gian đầu cũng là chị em thôi. Trên phương diện là hỗ trợ công việc cho anh, bởi vì thời gian đó thì anh cũng mới bắt đầu kinh doanh thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, mà con thì làm kinh doanh trước cho nên là bắt đầu mối quan hệ này thì là quan hệ chị em giúp đỡ nhau trong công việc, chị em kinh doanh. Dạ. Thì sau một thời gian cũng nói chuyện với nhau qua Facebook vậy đó, rồi hai đứa nảy sinh tình cảm. Dạ. Nhưng mà đầu tiên á, cô hỏi nè, sao con lại chọn cái đối tác này để phụ con làm kinh doanh lúc đó con đang bên Đài Loan mà, đúng không? Đúng rồi. Thì con cũng không hiểu, nhưng mà khi nói chuyện thì cô ấy, bạn ấy giúp cho con được có một số giải đáp. Thứ nhất là từ kho vận từ Việt Nam sang Đài Rồi con cũng có một số bạn cùng kinh doanh ở Việt Nam thì cũng khó trong vấn đề là vận hành hàng hóa, nên là con tin tưởng. Cả mọi thứ thì trong thời điểm đấy cũng bắt đầu tập kinh doanh, cho nên nhiều cái nhờ bạn hỗ trợ nhiều. Cái khoảng thời gian còn ở Đài Loan đó là con có bạn gái không? Dạ có. Nhưng mà sau đó là chắc là chia tay rồi, cho nên là mới coi như là từ lúc mà coi như là làm ăn với cô gái này, đúng không? Dạ chính xác. Lúc đó thì là còn con thì có bạn trai không? Dạ không, lúc đó thì con là một mẹ đơn thân rồi, con có em bé, lúc đó con có em bé 5 tuổi rồi. Vậy hả? Là lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ, khi mà hai đứa quen nhau thì năm đó con 30 tuổi. Dạ. Rồi. Như vậy là tụi con làm việc với nhau á, qua mạng là mấy năm? Tức là yêu xa, tức là chưa yêu, lúc đó chưa yêu mà. Một người Đài Loan, một người Việt Nam thì làm việc qua mạng giúp đỡ nhau như vậy là mấy năm? Dạ không, giúp đỡ nhau thời gian đầu thì còn cỡ tầm 4 tháng. Nhưng mà anh lại tin tưởng, anh giao tiền cho con á. Sao cái điều gì mà con lại tin cái cô gái này như vậy hả? Đúng rồi. Mà nhất là lại là lúc đó là con chưa từng gặp mặt ở ngoài đời luôn. Dạ chưa, chị gặp. Chưa từng gặp mặt ngoài đời mà dám coi như là giao tiền cho cô ấy luôn. Dạ. Cái điều gì mà ở cô ấy mà khiến cho con tin tưởng? Con với cô ấy cùng tham gia một group là tâm sự khởi nghiệp Do Thái. Khởi nghiệp Do Thái thì bạn ấy có viết một cái bài về cái hành trình single mom nuôi con ấy. Thì con đọc được cái tâm và cái điều mà bạn ấy từ những cái khó khăn, từ những cái mà cái xã hội rồi rất là khó khăn nhưng bạn ấy vẫn vượt qua, thì con cảm thấy là đây là một người đáng để tin, mình có thể là trao những cái điều ví dụ về tiền bạc này kia đấy. Trao về tiền bạc nè, về tinh thần, về thể xác, về cuộc đời, trao hết luôn. Đúng không? Mà khởi điểm là tiền trước, rồi sau bắt đầu mới là... Nhưng mà lúc đó chắc chưa nghĩ là trao thể xác đâu. Không, em ơi, tính đã hết thích chưa? Rồi. Tính hết rồi thì mới trao. Không, lúc đó là vẫn còn chị em không. Đúng không? Vâng, đúng không? Vẫn còn chị em. Nhưng mà con khai thiệt đi, con đừng có dối lòng. Có nghĩa là khi mà con quyết định trao cho cô này giữ, nó gọi là cái bao tử của con á, thì trong lòng con phải có một cái gì rồi thì con mới dám giao hết như vậy, đúng không? Nó cũng có một sự mến mộ và khâm phục. Dạ. Còn một tình yêu thì nó sẽ nảy nở trong quá trình. Vậy thì đến khi nào thì con phát hiện là con thích cô? Phát hiện thì trong quá trình làm hình như là con cũng không nhớ rõ. Nhưng vậy thì ai thích ai trước nè? Chắc cả hai. Tức là họ làm ăn với nhau 4 tháng qua online, em hiểu không? Rồi chắc có lẽ là tháng thứ 5 này anh này về. Đó, anh này về Việt Nam này, cái nọ các thứ. Đúng không? Tháng thứ 5 về đúng không? Đoán không được luôn. Dạ, phải 2 năm sau rồi. Phải 2 năm rồi mới về gặp nhau cô ạ. Có nghĩa là tụi con á, như vậy nhưng mà sau 4 tháng đó thì là anh giao tiền cho con. Rồi sau cái gọi là cái mốc là giao tiền đó thì bao nhiêu lâu á thì là tụi con thích nhau. Thích nhau qua online. Đến tháng thứ 5 nói với cô. Tháng thứ 5. Tháng thứ 5 là nhưng mà ai là người nói trước? Đã nói là phải có một người nói trước chứ. Thí dụ như là chị thích em hay là em thích chị? Chị thích em trước. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ nè, cái điều gì mà chị lại thích đứa em Đài Loan này? Thật ra thì bởi vì anh có bật đèn xanh cho con thì con mới thể hiện cái điều đó ra. Cô tin không có một cái người đàn ông mà gọi là tự dưng mà tự ý mà gửi tiền kêu mình giữ cái bao tử, cái hầu bao của mình. Cái động tác đó chỉ là của người chồng với người vợ mà thôi, đúng không? Do bây giờ em thương chị thiệt là thương, em coi chị giống như chị ruột của em cũng đâu nhờ chị giữ tiền giùm em đâu. Chỉ có vợ em mới giữ tiền được của em thôi. Đúng không? Đó, đúng cho rồi. Nên rằng cái chuyện là có manh nha. Manh nha rồi. Manh nha. Cho nên là mới giao tháng thứ 4, tháng thứ 5 là bộc lộ tình yêu luôn rồi. Cô này đó. Rồi giờ sao là cái lúc mà bộc lộ yêu xa 2 năm. Yêu xa 2 năm, ghê chưa? Em rất muốn biết cái chỗ mà, cái điểm mà coi như là đó, tỏ tình đó. Nghĩa mà coi như là gợi ý để gọi là chúng ta phải tìm hiểu nhau, rồi đổi cách xưng hô sao đó. Lúc đó thì tại chồng của con thì lúc mà bắt đầu hai đứa thể hiện tình cảm với nhau á, thì kiểu chồng có con nài á, con nghĩ nếu như đều bắt đầu một quan hệ yêu nhau thì không thể có chị em hoài mãi được. Thế là để cho anh mà chơi cho anh đổi thì nó em thì có nghĩa rất là lâu. Thôi con là người chủ động cũng đổi luôn. Tháng thứ 5 con đổi luôn đó phải không? Dạ. Anh hả? Kêu bằng anh luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tụi con có thông báo cho gia đình biết là tụi con yêu nhau không? Cũng khá rất là lâu, gần khi về nước thì con mới để lộ ra cái thông tin là mình có người yêu. Là bằng cách nào? Là đổi avatar hay là một bài viết? Một bài viết trên Facebook đúng không? Dạ. Rồi con có động thái nào giống như Hợp không? Đây gọi là công khai cái mối quan hệ với Hợp đó. Dạ, bởi vì lúc đó thì bên nhà anh chưa đồng ý á, thành ra là cả hai đứa cùng thỏa thuận với nhau là không công khai, trừ khi anh công khai thì nhưng mà bên nhà của con thì vẫn biết. Chỉ là không công khai. Có nghĩa là hôm mà anh công khai trên mạng xã hội là con cũng công khai luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi lúc đó thì là gia đình còn phản đối không? Có phản đối cô ạ. Vì con cũng chia sẻ gia đình nhà con, thứ nhất là miền Trung, thứ hai nữa thì bố con là tộc trưởng, thì cái định kiến xã hội rồi cũng có rất là nhiều cái, và cái sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho mình khá nhiều, cho nên là cũng chưa được bố mẹ đồng ý. Trong gia đình chỉ có chị gái thôi là đồng hành với hai vợ chồng, còn lại thì không có ai hiểu, vẫn chưa hiểu được vợ chồng con. Cho nên nhưng mà cha mẹ có những cái phản ứng nào? Có phản ứng khá gay gắt. Cụ thể là như thế nào? Mẹ con khi mà con về nước được mấy tháng thì con có vào Đà Nẵng gặp bạn này, thì hai vợ chồng có được ở trong này con được 2 tháng, mẹ có điện là một là con chọn người yêu, hai là chọn mẹ. Thì thời điểm đó con khóc rất nhiều, con rất là lo lắng, và nói chung là mình chứ hiếu một bên nữa tình yêu thì con không biết là con sẽ phải làm gì, nhưng cái cuối cùng là cái tình yêu chân thành của hai vợ chồng cũng đã xóa đi khoảng cách giữa mẹ con và vợ con. Thì con thấy là cứ kiên trì. Bởi vì bên đợt đó bên chị làm cái vở bên hiếu bên tình á, nó quá là đương thời luôn á, thực tế luôn á. Bên hiếu bên tình rất là khó, xé rồi đúng không? Nhưng mà luôn luôn sẽ là một cái kết viên mãn nếu như là mình đã chọn lựa hạnh phúc cho mình và mình chọn yêu thương cho mình, đúng không? Đó, thành ra bây giờ cô hỏi nè, có nghĩa là 2 năm tụi con yêu xa, rồi đến năm thứ 2 con về, đó thì là mẹ đưa ra cái thông điệp đó đúng không? Vậy thì sau đó bao lâu thì tụi con mới có thể làm được cái việc là đến với nhau, đám cưới với nhau? Con xin chia sẻ với cô chú thì bọn con vẫn chưa cưới, vì cũng do lý dịch 2 năm. Thứ hai nữa là để mà có cái mốc thời gian để mà để vợ chồng con đi với nhau, đó là bọn con tham gia chương trình cưới đi chờ chi. Bọn con tham gia trong đấy thì bạn bè người thân cũng biết qua câu chuyện này, thì sau một khoảng thời gian như thế thì bố mẹ cũng hiểu dần. Đấy, đó là một cái mốc mà bọn con cũng gọi là lộ diện hoàn toàn rồi đấy. Trước là chỉ có gia đình, nhưng sau này là tất cả mọi người đều biết. Cái lúc đó là bố mẹ con vẫn chưa đồng ý đúng không? Dạ chưa. Con cũng muốn mượn thông qua chương trình đó mà như là mình gửi gắm, cũng như là muốn để cho bố mẹ hiểu thêm về cái chuyện tình cảm của hai chồng. Có nghĩa là cái MCV là quá nhiều những chương trình mà mang rất nhiều lợi ích cho các cặp mà lứa đôi mà có những điều khó nói. Giờ cưới đi chờ chi là đã đại đa số mọi người biết hết rồi. Rồi bữa nay là vợ chồng son xong là cả nước cả thế giới biết luôn. Bởi vì em mới thắc mắc, em hỏi á, thế tại sao đã lên cưới đi chờ chi rồi hôm nay lại lên chương trình vợ chồng son? Có một điều, thứ nhất là bản thân con cũng muốn một món quà dành cho vợ con. Thứ nhất là tình yêu thương, mình đàn ông mình thích thể hiện. Thứ hai nữa là bản con muốn nói với bố mẹ rằng sự lựa chọn, sự đồng ý của bố mẹ thì đến nay gia đình con đã rất là hạnh phúc, thì mong bố mẹ luôn luôn giữ gìn sức khỏe và chúc cho con cái là làm ăn tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hay quá. Và bây giờ tụi con có thêm em bé nào chưa? Dạ có rồi. Có em bé ai? Dạ con có em bé cũng được mới 17 tháng. Trai hay gái? Dạ gái. Còn bé đầu thì là trai hay gái? Dạ bé đầu là con gái luôn. Là hai đứa gái. Dạ. Thôi chút nữa chắc chú phải ngứa mồm ngứa mỏ. Chú chúc cho năm sau năm sau đi ha, năm sau có đứa con trai được mà, để cái cuối chương trình hả Trúc nha. Dạ. Dạ. Rồi vậy thì là khi mà con về đây là vì chắc có lẽ là vì cô gái này đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Và con quyết định về luôn chứ không quay lại Đài Loan. Thời điểm mà con quyết định về thì nó cũng có một số cái là công việc của con bên đấy cũng khá ổn định, thu nhập cũng khá tốt, và công ty có, nếu như con quay lại làm thì có thể lên chức. Nhưng mà con quyết định rằng là mọi sự thì tin vào cô gái và tin tình yêu của mình, nên là con quyết định về. Trời ơi. Nhưng bây giờ thì công việc tụi con ổn định hơn cái hồi con ở Đài Loan rồi đúng không? Dạ đúng, hơn rất là nhiều. Hơn, tại vì là cả hai vợ chồng cùng chung lưng đấu gần với nhau thì trời, lúc ở xa nhau mà còn thành công vậy, huống chi bây giờ là ở chung một nhà rồi chung lưng đấu cực thì thành công tới mức nào nữa đúng không? Dạ. Vậy thì sau đây có tính là tổ chức một cái đám cưới hoành tráng lệ để mà coi như là có hai đứa nhỏ nó dự đám cưới của ba mẹ luôn không? Dạ có. Chắc chắn có đúng không? Dạ. Rồi, nhớ mời tôi với chị Hồng Vân ra Đà Nẵng nha. Dạ. À bây giờ vẫn ở Đà Nẵng luôn. Dạ. Dạ. Rồi mình mới bay vô đây hả? Dạ. Hay là con? Dạ đúng rồi. Bay vào ngày hôm qua, tối qua. Ồ, vậy là tối qua Đà Nẵng lạnh chưa? Dạ, mưa lạnh. Mưa lạnh đúng không? Dạ. Vậy thì cái thời gian đầu mà các bạn bắt đầu gặp nhau rồi quyết định là tìm hiểu nhau và sống lại với nhau thì có sống chung với nhau không? Dạ, khi mà bọn con xác định là tới với nhau rồi á thì thuê nhà để ở cùng với nhau luôn. Thì đến khi sau khi mà được bố mẹ đồng ý xong thì hai vợ chồng con cũng đăng ký kết hôn rồi. Và cũng ít nhất 2-3 lần để mà lên kế hoạch tổ chức đám cưới thì là nó cứ không trúng bão thì nó lại trúng dịch, thế là cái dơi tệ. Vậy cái thời gian đầu mà sống chung với nhau là con cũng mới về nước nữa. Dạ. Rồi con thì công việc đang trong cái giai đoạn cũng bấp bênh. Dạ. Vậy thì cái thời điểm nào mà hai vợ chồng khó khăn nhất? Nó khó khăn nhất. Cái thời điểm mà hai vợ chồng con khó khăn nhất đó là thời điểm mà con vợ con sinh bé thứ hai đấy. Thì trước ngày sinh 2 ngày thì con có, nói chung là cũng tin bạn bè và bị mất một số tài sản. Trời. Dạ, nói chung là ngay mùa dịch ha. Dạ, ngay mùa dịch luôn đấy. Ngay mùa dịch, ngay mùa vợ sinh thì lại bị lừa hết tài sản. Xui dữ vậy. Trời ơi. Nhưng mà cái lúc đó là chắc cha mẹ cũng vẫn chưa có chấp nhận nữa đúng không? Dạ, lúc đó rồi chứ. Dạ rồi đúng không? Rồi thì mới là quyết định dọn về sống chung với nhau. Rồi bao nhiêu tiền của mình làm bên Đài Loan bao nhiêu năm dành dụm là nó lừa hết luôn. Nói chung đối với vợ chồng con đó là một tài sản rất là lớn. Và lúc dịch thì sinh thì hai vợ chồng đi thôi. Cũng có nhiều khó khăn, và một cái mà con nhớ mãi đó là lúc vợ con sinh thì bé bị thắt cái cuống rốn. Chỉ chậm mất khoảng tầm 3 giây nữa là có khả năng là ảnh hưởng đến là tính mạng. Trời ơi. Cho nên là một cái điểm nhấn, một cái điểm mà con không bao giờ quên. Và con biết ơn vợ con rất là nhiều, đã cho con có một nàng công chúa rất là tuyệt vời. Trời ơi. 3 giây thôi hả? Dạ. Tức là lúc sao con kể cụ thể? Lúc đấy là bé tim đã bắt đầu ngừng đập và không thấy tim thai nữa. Dạ. Thì bác sĩ phải đưa ra quyết định là cho thuốc vào để sinh nhanh hơn ra. Dạ. Cho nên là khi đấy là mặt tím tái hết rồi. Nói chung bác sĩ là tầm 3-5 giây nữa là có ảnh hưởng đến tính mạng. Là nó bị cuốn cái cuốn rúng. Dạ, thắt cổ đó. Dạ, thắt cổ do đấy. Lúc tràn qua cuốn cổ thì bác sĩ bảo là trường hợp khá là đặc biệt, bởi vì trong 1000 ca mà có 1 ca. Bởi vì lúc mà siêu âm thì máy không thấy, mà trong quá trình con sinh bé ra ngoài á thì nó bị thắt cái dây rốn đó, cho nên nó bé không thở được ấy. Cái đó là ta chú không biết. Cái đó là sinh mổ hay là sinh thường? Là sinh thường đó, cho nên mới phải chích thuốc vô để cho em bé ra nhanh đó. À, là lý do là mình siêu âm không thấy, cho nên mới sinh thường. Chứ nếu mà thấy thì chắc chắn phải là sinh mổ rồi. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi, thôi cũng may mắn đúng không? Thôi vậy tốt rồi. Có nghĩa là vợ chồng sống với nhau được mấy năm rồi? Dạ, 3. Dạ, 3 năm. Được 3 năm rồi. 3 năm 2 đứa. Rồi trong cuộc sống thì lúc mà sau khi lấy nhau rồi đó thì có những cái gì mà gọi là đối phương chưa có hài lòng thực sự về nhau không? Ví dụ như những cái tật xấu mà hồi lúc mà khi mình chưa ở với nhau á thì mình chưa biết á, xong tự nhiên về ở với nhau rồi mới thấy trời ơi ổng gia trưởng quá nè, hay là ổng kiểu như là bê bối quá à. Quần áo không chịu giặt phụ mình hay là không chịu làm việc nhà phụ mình, có không? Cho vợ thì xấu xí. Phần này là các cô vợ cô nào cũng hào hứng hết đó. Vợ chồng con thì được cái là hai người khá là hiểu nhau và tư duy khá là mở, cho nên cái kiểu là lúc nào cũng chia sẻ cho nhau hết. Và điểm là tức là trước khi mà còn là thanh niên thì rất là sạch sẽ, rất là chú toàn mọi thứ, nhưng mà khi có vợ về thì nó hơi bay huề một tí. Có thể là đôi khi ăn tức là lấy đồ đạc hay là chỉ cần uống cái cốc nước là cứ tiền đâu là để đó thôi, chứ không để lại vị trí cũ ấy cô. Bừa bộn dạ, đó. Bừa bộn. Đó. Dạ. Đó là do ỷ y vô vợ đó em. Thường là như vậy, tâm lý mấy ông chồng á, biết vợ mình gọn gàng á là lúc nào cũng ỷ y thôi, kệ thế nào bà cũng dẹp đi. Tâm lý chung á em. Hồi đó em có đó chị. Đó. Mà em bị cằn nhằn quá cái giờ hết luôn rồi chị. Phải không? Tại sợ á, tại sợ á, có nghĩa là bà cũng dẹp, mà đi kèm với cái sự dọn dẹp đó là thôi để tôi làm, chứ giờ không dám để nữa. Dạ. Đó. Dạ. Rồi còn gì nữa nè? Dạ với lại là kiểu anh kiểu là hay anh có một cái tật xấu đó là hay suy nghĩ quá ấy. Cả nghĩ đúng không? Dạ. Cả nghĩ ví dụ nhiều. Như những cái điều gì mà con cảm thấy là cái đó là không tốt cho đối phương của mình, cái cả nghĩ đó nó mệt lắm á. Cả nghĩ rồi đi đến suy diễn. Dạ, thường là như vậy. Có một cái chuyện gì ví dụ trong công việc kinh doanh hay là gia đình cũng vậy á, tức là anh mà tiếp nhận thông tin mà nó không được như ý lắm thì anh cứ hay bị mất ngủ á, rồi cứ suy nghĩ, cứ để trong đầu suy nghĩ một mình vậy á. Thì con cảm thấy không vui về cái đó. Bởi vì là đôi khi có những cái chuyện mà mình cứ giải bày ra mình nói đi, nó sẽ dễ chịu hơn là mình cứ giữ trong lòng một mình á cô. Thật ra nếu mà cứ như vậy hoài á, nó rất là dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe đó chị. Ví dụ như thức khuya á, thức khuya mà cứ suy nghĩ hoài, mình không ngủ đủ giấc đó, rồi lại cứ suy nghĩ trăn trở hoài, nó rất là dễ bị dẫn đến stress. Dạ. Mà tình chồng con là hay lo, kiểu hay lo rồi lo cho người này, lo cho người kia, rồi giúp cho người này, rồi giúp cho người kia, đâm ra cứ ôm việc vào người á cô. Rồi có uống rượu uống bia gì không? Dạ chồng con thì không, tức là rượu bia chỉ là xã giao những cái lúc mà cần gặp bạn bè hay là đối tác thôi, chứ còn lại bình thường. Thì cái đó là em là con chấp nhận đúng không? Dạ. Quan hệ xã hội. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ, hay là hết rồi? Dạ hết rồi. Vậy thì giờ mong muốn Hợp thay đổi điều gì? Con mong muốn chồng con thay đổi đó là quan tâm tới sức khỏe bản thân một chút. Bởi vì anh luôn kiểu là anh luôn nói với con rằng là kiểu để cho vợ con khỏe là được rồi, con ăn sao cũng được ấy. Nhưng mà con quan điểm đó là sai lầm. Dạ, con luôn nói với anh là nếu như mà anh muốn lo cho vợ cho con của mình, muốn lo cho những người thân của mình thì bản thân anh phải là người khỏe đầu tiên. Đúng rồi. Và phải biết chăm sóc bản thân đầu tiên đã, rồi hãy đi quan tâm tới những người khác. Mà con nói nhiều cái đây lắm rồi đó. Thương vợ. Thương vợ thương con á, bất cần thân thể đó. Nó chỉ kiểu gì kiểu lo cho vợ con trước rồi tới mình sau. Nhưng mà thân thể mình phải khỏe mạnh thì mình mới lo được cho vợ cho con. Nhưng mà đâu có biết được là ví dụ như mình đang là cây tùng cây bách ở trong nhà, chỗ dựa vừa tinh thần vừa vật chất cho cả gia đình á, mà mình có chuyện gì á thì coi như giống như bị hỏng cẳng á. Đúng không? Cho nên mình phải lo cho bản thân mình trước. Rồi bây giờ tới Hợp đó. Để lượt anh. Hai vợ chồng con thì mọi thứ nó cũng khá là tốt, khá hợp nhau trong cuộc sống mọi thứ. Thì con thì thấy một số điểm mà vợ con xấu. Thứ nhất là về việc từ thời điểm mà con về nước ấy, thì bạn này mọi thứ đều lo cho con hết. Từ cái việc mà quần áo rồi mọi thứ đều mua sắm cho con, bản thân bạn không sắm cho mình. Thì gần như là thời điểm đấy là con thay hết toàn bộ quần áo cho bạn ấy. Và nó giống ăn liền vào trong máu ấy. Đến thời điểm bây giờ quần áo cũng rất là ít khi sắm cho mình. Làm đẹp thế. Con bây giờ tất nhiên là mình cũng kiếm được, cũng có thu nhập, thì con cũng bảo bây giờ mình ở cái tâm thế khác, mình yêu thương bản thân mình hơn, làm đẹp mình hơn. Nhưng bạn ấy cũng gọi là chưa thực sự là mình thay đổi về vấn đề đấy. Còn cái mà con chưa thấy bạn ấy thay đổi một chút đó là sự kiên trì. làm một công việc thì khi mình năng lượng làm rất là dạt dào, rất là máu chiến, nhưng mà khi mà làm một thời gian nhạt chóng chán, có nghĩa là dễ chán, dễ bỏ cuộc. Có dễ bỏ cuộc không? Cũng có. Dạ. Thường thì những người là mau chán thì rất là dễ bỏ cuộc. Dạ. Không có kiên trì á. Dạ. Dạ. Đó là hai cái điều mà con chưa được thấy, là vợ con chưa thay đổi nhiều. Đã bao giờ mà cái chuyện đó mà nó xảy ra một cái việc này đó, nó thất bại mà của vợ con không? Hầu như mọi thứ con là đứng trước, cho nên bạn ấy có sai hay là có không kiên trì thì con cũng là người phía trước rồi, cho nên là ít khi gặp vấn đề thất bại. Dạ. Đó, còn gì nữa nè? Có nóng tính không? Nó có nóng tính. Dạ, có nóng. Đâu, kể cho nghe coi. Đúng. Cái sự nóng tính của cô ấy như thế nào? Chồng mà sai là quạt thẳng mặt. Nói chung là cũng hay càm ràm, nhưng mà càm ràm nó đúng, con không cãi được. Tại vì đó, như là em nói đó, nó bừa bộn đó thì cô ấy mới càm ràm đó. Dạ, càm ràm đúng, cho nên là mình cũng nhịn. Nhưng mà... người ta có kinh nghiệm sống trước mình 2 năm mà. Cho nên mình phải nghe thôi. Dạ. Thế thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi bản thân về bên ngoài xí, đẹp hơn nữa. Vì con nghĩ là vợ con có thể đẹp hơn như thế bây giờ. Đấy. Và... đẹp như hôm nay nè, có nghĩa là ý chồng con muốn vậy đó. Dạ, tại có dáng đẹp nè, mà gọi là người ha, xinh xắn, mà cái giọng nói của con rất là đáng yêu. Cô nghĩ là chắc là qua cái thời gian online chồng con cũng nghiện cái giọng nói của con á, bị ghiền á, đúng không? Dạ. Mình nghĩ là sau chương trình này về cô ấy sẽ thay đổi, yên tâm đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, thì cô thấy nè, con á, con phải lo cho sức khỏe bản thân. Vợ con nói thế là đúng, hoàn toàn chính xác luôn. Con phải có sức khỏe, đó điều tiên quyết luôn. Con còn nhỏ quá mà. Hai đứa nào cũng còn nhỏ, đúng không? Dạ. Rồi, còn về phần con á, chồng con mong muốn con phải là đẹp nhất có thể. Tại vì ổng thấy cái tiềm năng ở trong con còn xinh, còn đẹp lắm. Mà tự nhiên con làm thui chột đi cái đó thì phí hoài. Cô thấy điều đó cũng hết sức là chính xác luôn. Dạ. Đó, cho nên rằng hai đứa cứ nương nhau mà sống thôi. Dạ. Chứ cô thấy là hai đứa đủ để mà biết được là mình phải làm gì để cái gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Dạ. Vượt qua bao nhiêu những cái khó khăn cản trở rồi, tìm được nhau rồi thì phải giữ lấy nhau, đúng không? Giống như thông điệp của chương trình nè, đã chọn yêu thương thì phải được hạnh phúc, đúng không? Hạnh phúc là lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau.